Dạ vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thì số điện thoại là 0936 525 998. Số này có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em xin phép được chia sẻ đến các bác một cặp xe BNC. Cái xe này thì nó là hàng bãi Nhật các bác nhé. Xe thì được mua trực tiếp ở bên Nhật và vận chuyển qua đường bay về đến nhà em. Thì về một con nó là xe BNC C Sport 2. Còn xe này là con xe Touring các bác nhé. Thì cặp xe này thì em đã bán cho khách rồi. Hôm nay thì em review cái xe này, cặp xe này lên để các bác biết là đợt tới này là em đang dọn thêm cái dòng xe Touring này các bác nhé. Đấy, đang dọn thêm cái dòng xe Touring này để phục vụ các bác có nhu cầu chơi những cái dòng xe Touring bãi Nhật. Đấy, con xe xanh nõn chuối này là do chính tay em dọn lên các bác nhé, chính tay em đánh rửa và dọn dẹp lên để bán cho các bác. Xe thì đẹp xuất sắc các bạn, rất là mới. Đấy, này là hàng bãi các bác nhé, hàng bãi chứ không phải là hàng đấu giá. Những con xe bãi mà nó còn được như này là rất là, cũng phải nói là cũng in rất là ít các bạn, cũng hiếm lắm. Tất cả là nguyên bản này. Đấy, con xe BNC tay công này thì nó là hàng xách tay từ Nhật về các bác nhé. Cái xe này thì em bán cả cặp cho một khách ở miền Nam rồi các bác. Đấy, bác lấy cả cặp luôn, một cặp cho vợ chồng. Con xe BNC tay ngang này thì nó size nhỏ, chị em phụ nữ đi rất là đẹp. Xe thì nguyên bản, rất là mới. Đây là cái chiến trường dọn xe của em đây. Hiện nay thì em đang có một con gian này. Con gian size M, size 50 các bác, 1m7 trở lên các bác nhé. Mét tay ngang thì khoảng 1m68 trở lên là đi được. Đây là con Merida. Chiều nay em sẽ dựng hai con này, tháo hết ra để vệ sinh đây các bác này. Đây là cái đồ của con xe gian các bác nhé. Tháo hết ra như này em vệ sinh sạch sẽ, sau đó là em sẽ ráp lại. Ở đây là cái thùng này, lát nữa đây em sẽ đóng hàng và em cho hai cái xe vào cái thùng này thì em vận chuyển. Đó, xe bây giờ phải đóng thùng như vậy gửi đi thì nó yên tâm các bạn. Ở bên đây em còn mấy con xe carbon này, toàn bộ hàng xách tay từ Nhật về đây. Thì bác nào đợt tới có nhu cầu sử dụng cái dòng xe Touring hàng bãi Nhật thì đăng ký theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Khi nào mà em dọn được xe xong xuôi đầu đấy test ngon lành thì em sẽ có video clip để giới thiệu cho các bác. Em xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào các bác.